mọi người thấy hoành tráng không? Đó, ở đây có một món mà mình phải giới thiệu với các bạn nha. Đây, ở đây nổi tiếng là cái món chả cá. Hồ Lắc là nổi tiếng món chả cá. Thôi cơm kia mình bỏ qua đi nha, không gì hấp dẫn hết. Chả cá Hồ Lắc super ngon. Chả cá thác lát của Hồ Lắc nó dai, nó bùn. Heo á, ăn rừng á, hay heo nướng chứ không phải heo nướng không ra. Chả cá thác lát Hồ Lắc siêu ngon. Mà sao nướng có chả cá đây cũng ngọt, thịt nó ngọt, nó dai. Chả cá Hồ Lắc không biết có phải là cá thác lát nó bắt từ Hồ Lắc hay không nữa, nhưng mà cứ nói là chả cá thác lát Hồ Lắc là nổi tiếng, ngon lắm, rất là ngon. Nghèo bên đây món đặc sản đấy là chả cá Hồ Lắc này, đánh bắt từ Hồ Lắc này lên luôn đúng không? Cá thác lát bắt từ Hồ Lắc lên. Dạ. Sáng sớm ngày mai mình sẽ thấy mấy người dân ở trong này họ sẽ đánh cá. Mình kêu thấy rất sáng sớm á, là họ sẽ đánh từ 3 giờ sáng, 2 giờ sáng họ đánh, 6, 7 giờ họ bán ra ngoài chợ. Mình có thể ngày mai mình có thử là qua bên đây coi luôn. Dạ, đúng không? Nói nghi lắm rồi đấy. Và cá Hồ Lắc là đúng là cá thác lát sống Hồ Lắc mà hả? Ấy là sao nó ngọt lắm luôn á, đúng dai ngọt lắm. Không dai lắm. Dai vậy thôi chứ dai giống như đúng rồi, loại dịch nó vậy. Đây là cá bát. Ôi chết cha, mình chắc quá. Liên quan gì? Sắc tôi khác.